nay đi đánh bắt xa bờ. Có ba bên nào? Dạ. Thọt nhìn tưởng là làm Hưng Thịnh Bolivar. Nhưng mà nó ở xa. Xa kia là có cái tò. Đức Khải. Đây là anh em của U7 xe Riverside. Nó bán sao mà nó giao trước, tại vì nó cải tạo lại chứ nó không xây. Còn bên kia bán trước mà giao sao. Qua đây ba nè. Dạ bên này tao qua bên U7 Riverside quá trời. Bên Riverside má. Khu vi lụt các kiểu. Ủa này bán rau quá trời ta. Đó, bán được cải. A3. Đây luôn, xanh luôn. A3 quy xong. Thì là mình đây quá, bên trái quá hả? Tới chợ Phước Long luôn. A3. A3 quy xong. Dạ. Sao? Ủa? À, đây xuống luôn mà. Ừ, ngay xuống mà. Nói gì á? Đổi đường hả? Đổi đường mà không thay đổi kẻ vạch ha. Kẻ vạch là ở đây ta để số rồi đàng hoàng đó. Lối vào hầm kìa. Hầm 17 hầm quá ha. Này nó rộng quá. Có 3 4 cửa kìa. Kèo 3 kìa đúng rồi. Ở A3 hả? A3 quy xong. Từ 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 anh xuống nha. A3 mấy chỗ thang? Sao lấy cũng được. Cho em lên cũng xuống không chị? Cái hôm nay cũng được mà. Thang đấy không bỏ vừa đồ. Không bỏ vừa đồ hả? Thuộc đồ gì? À cái cây hả? Vừa thang này là nhờ hỗ trợ mượn lên xuống cái chờ này là đâu nữa.
Tại cái cây này, cái cây dài, cái cây dài. Cây đó tao không vừa. Set heo tằng với lại heo lóc luôn, dù cùng lóc nhưng mà hai bên nó cũng đi được chung nữa, một là đi một hai là đi hai. Ok, dễ phân tầng nữa này. Ok ok. Ok, chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau. Nhớ like, đăng ký, hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En. Bye bye.